Hello mọi người nha. Không nói gì à? Hello mọi người, chấm bài lên cho em nhé mọi người nhá. Một chị đang xem live thì cho em xin một lượt chia sẻ live với nha. Hello chị Võ Nhi, hello Cò Trà này, hello Thanh Nguyễn Thanh Tình này, hello các chị mọi người nào, chấm bài lên cho em nhé mọi người nhá. Tư tác và tin thả like lên cho em nha. Một chị đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ live với nha. Tư tác lên cho em nha. Đó là sai gì vậy? Hello các chị nhá, hello mọi người, và chấm bài tương tác lên cho em với nha. Rồi mọi người vào chấm bài lên giúp em nhé mọi người ơi. Hello các chị nha. Mọi chị đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ live và tương tác lên giúp em nha. Các chị nghe em nói chưa, thấy em chưa, mọi người chấm bài lên giúp em rồi nhá. Tương tác lên cho em rồi nào. Rồi. Hello, mọi người ơi, chấm bài lên cho em nha mọi người nhá. Rồi mã đầu tiên này. Mã đầu tiên lên luôn cho em này. Rồi, mã đầu tiên lên luôn luôn này. Hello Phạm An nhé. Hello các chị, mọi người chấm bài tương tác lên cho em nhá. Mã đầu tiên lên cho em áo sơ mi nhá, size cho bé 20 cân đến 35 cân cho em này. 20 cân đến 35 cân cho em sơ mi nhá. Cái này em tặng các chị đầu like 39.000 cho em nhá. Tặng đầu like 39.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. Cái này tặng chi ăn luôn, cái này chất đẹp lắm, cái này chất rất là mềm luôn cho em này. Đây, mọi người dùng cái chất thô cho em này, rất là xinh luôn. Mã này lên cho em là 010 lựa màu ạ. Size 20 cân cho đến 35 cân cho em này. 20 cân đến 35 cân 39.000 cho em. 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 đồng cho em. Mã hàng cho em là 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhắn nhá. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 01 cho em 39.000. Các chị tương tác lên giúp em nhé mọi người nha. Thả bài chấm tim chấm bài lên, thả tim thả like lên giúp em với nào. 39.001 cho em. 39.001 cho em nhé mọi người nhá. Nhớ là không lựa màu nhá. Size 20 cân cho đến 20 cân đến 35 cân ạ. 20 cân đến 35 cân cho em nhé mọi người ơi. 01 39.000 một cái thôi. Phạm An có này, 01 này. Mã hàng kèm cân nặng nha mọi người nha. Và kèm số điện thoại cho em ba cái cú pháp này quan trọng. Em ghim bên dưới thì các chị lên cho em nhá mọi người nhá. Lên đúng cú pháp cho em 01 cho Nguyễn Thanh Tình ok này. 01 cho chị Phạm An này. 39.000 đồng cho em, size 20 cân cho đến 35 cân cho em. 20 cân đến 35 cân cho em. 20 cân đến 35 cân cho em. 01 cho Vân Vân Lê ok này. 01 cho em nhé mọi người nhé. 39.000 thôi. Rất là rẻ, đẹp lắm. Cái này chất rất là đẹp luôn này. Dung chất cho em này. Đó, cổ lá rất là xinh luôn nhé. Không lựa màu nhé mọi người nhé. Cái này lưu ý là không lựa màu cho em. Và cái này có chục cái nên em tặng chi ân cho các chị kèm lượt chia sẻ like. Nên là mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ like, chấm bài lên giúp em nhé các bác nha. Rồi Vân Vân Lê có 01 rồi ok. Cái này mặc với quần sót quần đi học, quần bò này, quần legging này, chân váy này rất là đẹp luôn cho em. Sơ vin vào cho em rất là đẹp luôn. Cổ lá cho em nhá. 01 39.000. Hiệu cá thần bơn. Rồi ok nha. 01 cho em. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên cho em. Váy 22 cân em có nha. Nhiều lắm. Váy 22 cân rất là nhiều cho em. Rồi chị nào lấy 01 này thì comment cho em là 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 39.000 cho em nha. 39.000 cho em. Rồi ok nha, 01 giúp em nha. Rồi ok, Duyên Võ có 01 rồi ok này. Các chị ơi lấy 01 thì comment cho em là 01 nha mọi người nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em, cái này còn mấy cá đây em tặng luôn này, cái này còn size gì đấy. Rồi Duyên Võ có 01 rồi ok này. Mã tiếp theo lên cho em này, mã size gì đây. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 02 nhá. Váy này có size cho bé là từ 12 cân đến 18 cân cho em nhá. 12 đến 18 cân cho em. Cái này em cũng tặng luôn 39.000 đồng cho em. Chất liệu của nó là đuổi pha cốt tông cho em, co giãn 4 chiều này. Co giãn 4 chiều cho em. Mã này lên cho em là 02 nhá. Mã hàng 02 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 cho em 02 này. Dáng suông nhá. Cái này dạng dáng suông cho em. 12 cân đến 18 cân cho em. Từ 2 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em váy này. 12 18 cân 39.000 cho em nhá. Tặng luôn đầu like 39.000 cho em.
rồi Văn Văn Lê có rồi, Duyên Võ có rồi, Hồ Thị Hương có rồi. Ok nhá, cái này lên cho em là 02 đi, mã hàng 0239.000 cho em nhá, 0239.000 đồng cho em. Rồi mã này lên cho em là 02 nhé mọi người nhá. Cái này lên cho em là 02 đi. Màu hồng 02 lên cho em màu trắng này. Từ 12 cân cho em đến tầm 18 cân cho em nhá. 12 đến 18 cân cho em này, từ 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em với giá là 39.000 cho em nhá. 39.000 cho em nhá. 39.000 đồng. 39.000 cho em 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em nhá. 2 đến 4 tuổi cho em nhá mọi người nhá. 2 đến 4 tuổi mặc vừa cho em rất là xinh luôn ạ. Cái này là chất đuổi pha cốt tông cho em co giãn 4 chiều cho em rất là mềm luôn. 39.000 đồng cho em nhé. Tặng đầu like 39.000 cho em. Mã hàng 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. 02 cho em nhé. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé các bác nhé. Ok này, Nhung Nguyễn có 02 ok này. 02 cho em 39.000 cho em nhé mọi người nhé. Cái này sale 39.000 đồng mọi người, chấm bài thả tin thả like lên giúp em nhé mọi người nhé. Chấm bài thả tin thả like lên giúp em với nhá. Mỗi chị đang xem like cho em xin một lượt chấm bài lên giúp em nhé. Chưa của con nít đúng rồi, nhà em là vợ của bé nha, gà của em, nhà em là của bé nha các chị nhá, nhà em là đầm của bé nha. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 02 nhá. Không, cái này không, cái này 02 sai là tầm 18 cân thôi ạ. 18 cân cho em 4 tuổi quay lại thôi nhá. Rồi này, chị Thinh Vi này, chị Thinh Vi lên số điện thoại nào. Vi Thinh, Thinh Vi lên số điện thoại cho em nào. 02 cho em với giá là 39.000 cho em qua mã nha mọi người nhé. Qua mã cho em này. Rồi cái này lên màu gì? Màu kem với màu xanh. Rồi mã tiếp theo lên 20 cân á. Rồi, mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 03 này. Con này có size cho bé là từ 17 cân đến 20 cân cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em, váy nơ ngực cho em này. Cái này váy nơ ngực, cái này nơ liền nha mọi người nhá. Cái này là kết liền cho em, nơ liền cho em này. Mã này lên cho em là 03 đúng không? 03 cái này em sale tặng luôn các chị luôn, 79.000 luôn nhá. 79.000 size 17 cân đến 20 cân cho em. Chất liệu cái này của nó là đủ gân nhá mọi người nhá. Đủ gân co giãn cho em đây mặt sau này. Mặt sau có phối dây thắt eo cho em rất là xinh. Mã này lên cho em là 03 đi. 03 cho em nhá. 03 79.000 cho em nhá mọi người nhá. Đồ bộ ở cái gì, xem đồ bộ ở phía sau bao nhiêu cân mặc với em. Đồ bộ là cái nào đấy? Ở sau em không có đồ bộ mà. Rồi cái này lên cho em mã hàng 03 79.000 size 17 cân đến 20 cân cho em nhé mọi người nhé. 03 thân thị 8 có 02 rồi ok, 02 không có 23 cân. 02 không có 23 cân đâu ạ. Rồi cái này lên cho em 03 này. Mã hàng cho em là 03 cho em nhá. 03 cho em với giá là 79.000 đồng cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em nhá. Ê, cho em này. Cái này lên cho em là 03 79.000 cho em váy nơ ngực cao cấp cho em. Cái này còn một ít thôi nên là em tặng 79.000 hàng cao cấp nha mọi người nhá. 17 cân đến 20 cân cho em nhá. 17 cân đến 20 cân cho em 79.000 đồng cho em. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em và có đơn nha các bác nhá. Chất liệu của nó là đuổi gân cho em này. Đây màu be và màu xanh cho em nhá mọi người nhá. Màu be và màu xanh cho em 79.000 cho em nhá. 79.000 cho em tay bồng rất là xinh. Cái này là tay bồng cho em này, siêu xinh luôn. Mã hàng cho em là 03
03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Ba cho Ngọc Hân ok này. Rồi chị nào lấy 03 thì comment 03 cho em nhé. Em vẫn còn hàng hè nhiều á. Vì là đang còn nóng lắm. Thấy á, chỉ có váy thu đông thì chỉ có váy dài tay, váy tơ thôi. Nhá, rồi chị 0379.000 nha. Ngô Thị Hải Nguyên lên số điện thoại nào. Ngô Thị Hải Nguyên lên số điện thoại cho em 79.000 đồng cho em nhá. Rồi nhá. 79.000 cho em 03 đi. Đây là 03 nhá. Rồi cái này lên cho em là 04 này. À, tiếp theo này, Ngô Thị Hải Nguyên lên số thoại cho em đi. Rồi ok, mã này lên là 04 cho em này, size 20 cân đến 35 cân cho em 04 này. Mã hàng 04 cho em, váy dài tay cho em 69.000 cho em nhá, 20 cân đến 35 cân. Cái này chất liệu của nó là von lưới. Rồi cái này lên cho em là von lưới phối ấy. Cái này bên trong có phối lót boy cho em thấm hút mồ hôi cho em này. Mã này lên cho em là 04 nhá. 04 cho em này. Mã hàng 04 cho em, size cho bé là từ 20 cân đến 35 cân cho em 04, 69.000 cho em nhá. 69.000 cho em, mã này đây là 04 đi. Thái Nguyên có 03 rồi ok này. Cái gì em ơi, bộ bao nhiêu tiền một bộ quần áo bé trai vậy? Bộ nào nhờ? Em có đăng bộ bé trai đâu. Rồi cái này lên cho em là 04, 69.000 đồng cho em nhá. Như Huynh này có 03 ok này. Xếp vào chân váy có áo và xếp vào chân váy chưa? Có set áo và chân váy mà nhà em có nhá. Rồi cái này lên là 04 cho em, 20 cân đến 35 cân cho em có màu hồng đậm và hồng nhạt này cho em này, 69.000 một cái thôi. 69.000 đồng cho em, có tay buộc nơ cho em rất là xinh, tay bồng cho em dáng suông nhá mọi người nhá. Cái này dáng suông cho em này, dạng quan lưới cho em, bên trong có lót này thấm hút mồ hôi cho em này, 04 nhá. 04 cho em, 04 cho em giá là 69.000, 20 cân đến 35 cân cho em 69.000 đồng cho em nhá. 20 cân đến 35 cân cho em 69.000. Mã hàng là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi Hải Nguyên có 03 này, Vân Vân Lê 04 này, Nguyễn Trang có 04 ok này. Hồng đậm hồng nhạt cho em, 20 cân đến 35 cân 69.000 cho em nhá. Hôm qua 20 cân đến 25 cân. Tăng lên nãy giờ nói. Có khách đặt 35 cân này, này. Rồi 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 69.000 cho em nhá. 69.000 đồng cho em. Mã này lên là 04 nhá. Hôm qua em đăng, hôm qua em lên á. Hôm qua em chỉ lên bộ nào? Cái bộ Gucci đấy là bộ con gái đấy chứ. Bộ Gucci là bộ gái đấy chị. Rồi chị nào lấy 04 comment 04 cho em nhá mọi người nha. Ngọc Hân có 04 rồi ok nhá. Có size bé nhá, có size bé rồi 04 69.000. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 05 này. Váy thu đông cho em tiếp này. Mã này lên cho em 05 này, váy yếm nha mọi người nhá. Hả? Hai màu xanh thôi. Thấy chưa? Màu xanh điện hôm qua chị lấy hết rồi mà. Rồi, mã tiếp theo lên cho em mã số 05 cho em này. Con này có size 15 cân đến 22 cân cho em, mã hàng 05 cho em 69.000 luôn nhá. Cái này em tặng luôn 69.000 luôn cho em dạng váy yếm này. Váy yếm cho em chất liệu của nó là nhung tăm nhá mọi người nhá. Cái này là thô nhung ấy, thô nhung cho em rất là mịn luôn. Mã này lên cho em là 04, áo rời, váy rời, áo rời, yếm rời cho em, áo có thể kết hợp mặc kiểu khác cũng được. Rồi ok nha. Lên tường nhà em mà trên tường. Trên tường bộ đấy là bộ của bé cha à, bé gái đấy chị ơi, bộ đấy là bộ của bé gái nha, không phải bộ của bé trai đâu. Nãy ngồi một quên. Có mình em ăn quá. Thế về. Đi đâu ăn không? Em là tí em đi gọi. À, lúc nãy lại đang ngồi không? Rồi ok nha, mã này lên cho em là 05 nhá mọi người nhá. Mã hàng 05 cho em 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em, 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 05 cho em này. 05 69.000 đồng cho em nhá. 05 69.000 đồng cho em. 15 cân đến 22 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 22 cân, 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em cái set này. 4 đến 5 tuổi mặc vừa, mã hàng cho em là 05 0569.000 cho em. Cái này các chị giặt cái là nó phẳng phiu, em vừa mới treo ở trong túi ra. 0569.000 đồng cho em nhá. 69.000. Chi Lan có 03 rồi ok này. 05 nhá. Cái này lên là 0569.000 đồng cho em. Mã hàng 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em nhá.
Rồi ok, không bao chi lan này. Ok này, chi lan có này. Ba là cái gì này? Rồi ok, chị nào lấy 05 có lấy 05 cho em yếm ca yếm cáo yếm phải không? Đúng rồi, cả yếm cả áo chứ. Cái này bán cả luôn như thế này, nhưng mà là ý là một set rồi ấy. Cái này ý là một set rồi ấy, các chị một set rồi ấy. Áo có thể mặc với kiểu khác cũng được, mà yếm thì mặc với kết hợp với áo khác cũng được. 69.000 nhá, các 69.000 đồng cho em nhá. Rồi chị nào lấy 05 thì lấy 05 cho em này. Rồi lên Bookly cho em này. Bookly cho em này. Bookly cao cấp mã tiếp theo lên cho em là 06 này. Mã 06 cho em, Bookly cao cấp cho em. Con này có size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em. Mã 06 Bookly cao cấp cho em 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 đồng cho em. 05m3 không vừa đâu chị ạ. 05m3 không vừa đâu nhá. Rồi cái này lên cho em, mã này lên là 06 đi. 06 cho em này. 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 đồng cho em, size cho bé là từ, có size cho bé là từ 17 cân cho đến 37 cân, quay lại cho em này, từ 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em, Bookly cao cấp cho em với giá là 139.000 đồng cho em nhá. 139.000, mã này lên cho em là 06 cho em đi. 06 nhá, 06 cho em này. 139.000 cho em. Đẹp đây, mà sau có phố dây thắt eo cho em, chất thô bo rất là đẹp. Cái này thô bo rất là mềm luôn nhá mọi người nhá, 06 á. Đây lên cho em là 06 đi. Này lên cho em là 06 nha mọi người nha. Cái này lên cho em là 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. 06 cho em đi. Này lên cho em là 06 nha mọi người nhá. Không sáu cho Như Huynh ok này, 06 cho em và giá là 139.000 cho em, 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân, chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em, mà hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Cái này hàng Quảng Châu cho em rất đẹp. Rất là đẹp luôn, 06 cho em đi. Cái này đây là 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 06 06 139.000 đồng cho em. 139.000 đồng cho em, 06 cho em nhá. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em ạ. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. 0637 cân lớp 7 vừa không vừa nhá. Chị ơi cái này vừa nhá. Này 37 cân vừa đấy. Bookly dài tay à, ok. Rồi chị nào lấy 06 comment 06 cho em. Đây là hàng cộc tay cho em, cũng nơ liền nhá. Cái này là cũng nơ liền cho em, 139.000. 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 đồng cho em 06 đi. Mã hàng 06 kèm cân nặng cho em nhá. Rồi cái này lên cho em cũng là Bookly dài tay là cổ lá này. Rồi cái này lên cho em là 07 này. Mã này lên cho em là mã số 07 cho em, Bookly dài tay cho em này. Size cho bé là từ 07 này, size cũng từ 17 cân đến 37 38 cân, quay lại cho em cũng 139.000 đồng luôn cho em nhá. Mã này lên là 08 cho em nhá. Mã này lên là 08 cho em 07 cho em 139.000 cho em này. Bookly dài tay mã này lên là 07 cho em 139.000 luôn. 139.000 đồng cho em nhá. Rồi mã này lên cho em mã số là không đây, 07 là dài tay đây ạ. 07 là dài tay đây nhá. 07 là dài tay đây nhá. Size cho bé là từ 17 cân đến 37 38 cân cho em với giá là 139.000 luôn nhá. 139.000 đồng luôn cho em nhá. 139.000, mã này lên là 07 cho em đi. Cái này lên là 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em mà có đơn nhá. Huyền Sương có 06 rồi ok này. Nam Nguyễn có 07 rồi ok này. Cái này 07 cũng 139.000 luôn. Cái này dài tay nhưng mà em cũng không tính cao hơn tiền đâu ạ. Em vẫn bằng giá là 139.000 cho các chị nha. Cổ lá liền cho em này. 37, 38 cân quay lại cho em nhá. Từ 4 đến 10 tuổi là mặc vừa cho em váy này.
4 đến 10 tuổi cho em nhá. 17 cân từ 4 tuổi cho em đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng cho em là 07 nha các bác nha. Rồi ok, Nam Nguyên có 07 rồi ok, 07 139.000 đồng cho em. 139.000 đồng cho em 07 nha. 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 07 cho em. Rồi Hà Thảo có 07 này, hai cái rồi ok này. À, Chi Lan có 05 rồi ok, Vân Vân Lê có 06 ok này. À, con chung đơn luôn shop nha ok, Vân Vân Lê này. Vân Vân Lê ok này. Rồi cái này đây là 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 139.000 cho em. 139.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này có size gì đấy không anh? Đằng sau em đó. Rồi set này em sale luôn này. Hà Thảo có rồi ok này. Set này em sale luôn nhá. Size 20 cân đến 23 cân cho em này. 25 cân được không? 20 cân đến 25 cân cho em mã số 08 nhá. 08 cho em cái này còn có 5 set thôi ạ. À, set rồi còn 5 set em sale tặng luôn này. 99.000 một set luôn. 99.000 20 cân đến 25 cân cho em, không lựa kiểu và cũng không lựa màu đâu ạ. Cái này không lựa kiểu và không lựa màu nha mọi người nhá. 99.000 một set. Cái này 20 cân đến 25 cân cho em nhá. À, đây là set rời đúng không? Đây là set rời nhá. Cái này là set rời cho em này. Đây set rời chân váy có quần nhá. Chân váy có quần. Cái này còn có 5 set em tặng 99.000 luôn nhá. Mã này lên cho em là 08 này. Nay nhận được hàng rồi, đẹp và vừa lắm số. Cảm ơn chị Hoàng Yến nhá. Rồi mã này lên là 08 cho em 99.000 thôi ạ. 99.000 có 5 set thôi, size 20 cân đến 25 cân cho em. 20 cân đến 25 cân 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em. Mã hàng này lên cho em là 08 đúng không? Hà Thảo có rồi. Hà Thảo có rồi. Cái này lên cho em là 08 nhá, đúng không? 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 08 cho em nhá. 08 99.000 cho em nhá. 99.000 cho em. 99.000, chị nào lấy 08 thì comment 08 cho em. 20 cân đến 25 cân. Cái này set cao cấp mà em tặng có 99.000 thôi ạ. Không lựa kiểu, không lựa màu nhá, bên trong có quần đây ạ. Bên trong có quần cho em nhá mọi người nhá. Chất cao cấp rất là đẹp luôn ạ. Chất cao cấp rất là đẹp luôn nhá. Chất thô boy này, cái này cũng là thô boy cho em đẹp lắm. 08 99.000 đồng cho em. 20 cân đến 25 cân giúp em nhá. 20 cân đến 25 cân giúp em. 08 đi. Này lên là 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Phạm An có này, 08 ok này. 20 cân đến 25 cân 08. 99.000 cho em nhá. 99.000 cho em. Rồi lên áo sơ mi này. Cái này còn size gì? Rồi lên áo sơ mi cho em này. Cái này còn một ít thôi, sơ size 15 cân đến 20 cân cho em này. Mã hàng cho em là 09 nhá. 09 cho em này. 20 cân đến 25 cân cho em này. 09 à quên, 15 cân đến 20 cân cho em. Áo này em tặng luôn các chị luôn này. 60.000 luôn nhá. 60.000 luôn. 60.000 luôn cho em. Mã này lên là 09 nhá. 15 đến 20 cân cho em. 60.000 cho em này. Sơ mi bèo rất là xinh luôn, cổ lá cho em nhá mọi người nhá. Cổ lá đẹp lắm. Cái này tặng luôn 60.000 luôn cho em. 09 nhá. 09 cho em nhá. 09 cho em. Sơ mi cao cấp cho em nhá, chất đẹp lắm. Cái này cổ lá nhá mọi người ơi. Cái này cổ tròn lá cho em rất là xinh. 15 đến 20 cân cho em nhá. Đây cái này các chị mặc với lại quần bò hoặc là chân váy cho em sơ mi vào rất là đẹp. 09 cho em 60.000 một cái thôi ạ. 60.000, 15 đến 20 cân cho em nhá. 15 đến 20 cân cho em. Có váy 40 cân nhá, có váy 40 cân. 15 đến 20 cân cho em. Mã này lên cho em là 09 cho em. 09 cho em với giá là 60.000 nha mọi người nhá. Đây là sale 60.000 luôn cho em 09 nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 09. Ôi thế à? Ôi trời. Đéo nhờ. Cháo nhờ. Thế mà nó soạn vào cái xong cái phần nó soạn vào cho cái phần máy á, láo thật đấy. Rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy áo sơ mi thì có lên áo sơ mi cho em nhá mọi người nhá. Nguyễn Thị Hạnh có 08 rồi ok nhá. Rồi váy 40 cân em có đây, váy 40 cân em có nhá. Rồi lên cho em váy cổ ren 40 cân này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 10 này. Mã số 10 cho em váy cổ ren này, size 35 cân đến 45 cân cho em này. 35 cân đến 45 cân, mã hàng số 10 89.000 luôn nhá mọi người nhá. Cái này sẽ 89.000 đồng luôn cho em. Mã hàng số 10 này có màu hồng và màu vàng, chất liệu của nó là đuổi gân cho em nhá. Thu thủy có 092 chiếc rồi ok này. Rồi mã này lên cho em mã hàng số 10 cho em, cổ ren bèo. Cái này là dạng cổ ren bèo cho em, có tay hến này. Cái này tay hến nhá mọi người nhá. Cái này là có tay hến cho em này. Full size cho bé là từ
Cái này size cho bé là từ 35 cân đến 45 cân. Cho em mã hàng số 10 cho em với giá là 89 nghìn một cái thôi nha. Có màu hồng với màu vàng. Đây là mặt sau cho em này, dáng baby doll, chất đuối tơ co giãn cho em nhá. 35 cân đến 45 cân cho em với giá 89 nghìn cho em. 89 nghìn mã hàng số 10 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Mã hàng số 10 cho em đi. Cái này lên cho em là mã hàng số 10 này. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bạn nha. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Ok, bé 33 cân à? Bé trai á, bé trai nhà em thì không có, bé trai không có. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10 cho em nhá. 35 cân đến 45 cân cho em này. 35 cân đến 45 cân cho em với giá là 89 nghìn cho em nhé. Có màu hồng với màu vàng và cả màu trắng này nhé mọi người ơi, cũng có một hai cái màu trắng nhá. 89 nghìn cho em thôi ạ. 89 nghìn cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã hàng số 10 kèm cân nặng và kèm số loại cho em là có đơn 10 nghìn. Rồi lên cho em con này váy, cái này size gì nhỉ? Rồi mã tiếp theo lên cho em váy cherry này, mã số 11 cho em này. Mã số 11 váy cherry cổ lá này, size 30 cân đến 45 cân, 40 cân, 30 cân đến 40 cân cho em mã hàng số 11 cho em. Cái này em cũng sale luôn 79.000 luôn. 79.000, chất liệu cũng là thô boy cao cấp cho em nhá. Mã hàng cho em là 11 nha, mã số 11 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 11 cho em với giá là 89.000 à 79.000. 79.000 cho em lại 30 cân đến 40 cân cho em bookri dáng baby doll nhá mọi người nhá. Chất là thô boy cao cấp cho em này. Có cổ lá cho em rất là xinh luôn ạ. Cái này cổ lá cho em rất là đẹp luôn. Cổ lá rất là đẹp luôn. Mã hàng cho em là 11 đi ạ. Mã số 11 79.000 nhá. 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 giúp em. 11 nhá, sang nguyên có 10 rồi ok. Mã số 11 cho em 30 cân đến 40 cân cho em nhá. 30 cân đến 40 cân cho em cổ lá này, trước sau đều có cổ lá này, phối khóa cho em này, rất là xinh luôn. 79.000. 79.000, mã này lên là 11 cho em nhá mọi người nhá. Bookri cho em, bookri là 11 nhá. Bookri là 11 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại nha mọi người nhá. À quên cherry nhá, cherry nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo lên cho em này. Áo gió này. Rồi áo gió lên cho em này. Lên áo gió con gà cho em này. Lên áo gió cho em nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số 12 này. Mã số 12 cho em áo gió nhá. Áo gió cho em con này có size cho bé là từ 15 cân đến 25 cân cho em này. Áo gió em tặng luôn các chị luôn với giá 69.000 thôi nhá. 69.000 đồng cho em áo gió nhá mọi người nhá. Áo gió 15 cân đến 25 cân cho em áo gió nhá mọi người nhá. Hai lớp cho em rất là xinh luôn. Siêu nhẹ. Áo gió siêu nhẹ luôn cho em này, rất là dễ thương cho em nhá. Áo gió em có màu xanh, màu hồng này, hồng đậm, hồng nhạt cho em và màu tím cho em nhá. Áo gió cao cấp cho em. Mã này lên cho em là 12 nhá. Mã số 12 áo gió cho em với giá là 69.000 cho em nhá. 69.000 đồng cho em áo gió nhá mọi người nhá. Áo gió mã số 12 này, 12 cho em này. Đây cái này lên là 12 cho em. Áo gió cao cấp cho em 69.000. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em áo gió nhé mọi người. 15 cân đến 25 cân cho em nhé. 15 cân đến 25 cân cho em có màu xanh này, xanh nhạt này, màu xanh đậm cho em này. Áo gió cho em màu hồng này, màu hồng cho em này. Áo gió màu hồng đậm này, áo gió màu hồng nhạt này. Và có màu tím cho em nhé mọi người nhé. Và có màu tím cho em nữa. Áo gió hai lớp cho em 69.000 một cái thôi. 15 cân đến 25 cân cho em nhé. 15 cân đến 25 cân cho em. Áo gió 35 cân thì mã khác nhé. Áo gió 35 cân sang mã khác cho em. Áo gió này lên cho em mã số là 12 đúng không? Mã số 12 áo gió 69.000 một cái cho em nhá. 69.000 đồng cho em. 69.000 áo gió cho em nhá. Rồi chị nào lấy áo gió thì comment cho em là áo gió cho em nhá. 69.000 mã số 12 cho em ạ. Màu tím, màu hồng nhạt này, màu hồng đậm cho em này, màu xanh cho em này. Đấy, và màu xanh nhạt xanh đậm cho em nhé mọi người nhé. Mã số 12 cho em 69.000 đi. 69.000 đồng cho em nhé. 69.000 đồng cho em. Mã số lên là 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. Rồi áo gió cho em hồng nhạt này, Nam Nguyễn có áo gió ok này. Áo gió cho em nhé mọi người nhé, 69.000 một cái thôi ạ. 69.000 đồng em nhé. Kém ạ.
Rồi lên tiếp cho em mã số 13 này. Mã số 13 cho em váy hoa thô cao cấp cho em này. Hoa thô boy cho em cao cấp cho em, size cho bé là từ 10 mã số 13 nhá. Size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em, mã hàng số 13 cho em với giá là 115.000 đồng cho em nhá. 115.000 cho em này, size 15 đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 30 cân cho em, mã này lên cho em là 13 đi. 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 13 đi ạ. Mã hàng 13 cho em màu vàng này, màu hồng cho em này. Màu hồng thì có size 15 cân đến 25 cân cho em. Còn riêng màu vàng là có 15 cân đến 30 cân cho em với giá là 115.000 đồng cho em nhá. 115.000 đồng cho em nhá. 115.000. 115.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Rồi 13 cho Huyền Trần, ok này, 13 nhá, màu vàng. Các chị ơi, riêng màu vàng là có 15 cân đến 30 15 cân cho đến 30 cân màu vàng, còn màu hồng là 15 cân đến 25 cân cho em đấy, 115.000 cho em nhá. Huyền Trần có 13 ok này. Chị Hải Nguyên này có 13 rồi ok này, set áo trắng chân váy vàng. Đợi em xíu nhá, rồi ok nhá. Kim Phượng có 13 ok, màu hồng với màu vàng cho em nhá. Rồi Kim Phượng có 13 ok này. Cái này hôm nay hết 40 cân rồi. Nguyễn Vân lên số điện thoại nào. Nguyễn Vân lên số điện thoại nào. Hà Thảo có 13 ok vàng hồng nhá. Rồi ok, 15 cân đến 30 cân cho em có 115.000 một cái thôi. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em, rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. Đây rất là xinh. Nguyễn Vân lên số điện thoại đi chị. Cái này là mã số 13 cho em. Đàm Thắm có 12 rồi ok này. Cái này có tay nẹp này. Đấy, phối tay cho em rất là xinh luôn. Cho giá búp bê nhá, cổ sen cho em này. Phối màu rất là nhã nhặn luôn ạ. Size 35 cân hôm nay em hết mất rồi ạ. Cái này bây giờ chỉ còn size 15 cân đến 25 cân, à đến 30 cân thôi. Có còn cái nào 35 cân không? Để lại số điện thoại em lấy cho ạ. Để lại số điện thoại em lấy 35 cân cho nhá. Vẫn còn vài cái 35 cân ấy. Rồi ok nhá, chị Mai Nguyễn nhá. Nếu như muốn lấy 35 cân thì chị để lại số điện thoại giúp em nhá. Màu hồng với màu vàng cho em nhá. Mã hàng cho em là 13 đúng không? 13 115.000 một cái nhá. 115.000 đồng cho em. Size từ 15 cân đến 30-35 cân thì có vài cái nhá. Với giá là 115.000, thô boy cao cấp cho em rất là đẹp. Cái này chất liệu của nó là không bị nhăn. Cái này không hề bị nhăn luôn nhá mọi người nhá. Chất thô boy cao cấp siêu mềm luôn ạ. Thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn. 115.000 cho em, mã hàng cho em là 13 nhá mọi người nhá. 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 13 cho em đi. Rồi cái này lên cho em mã số tiếp theo này. Cái đuôi cá cũng còn size gì không? Rồi lên tiếp cho em mã tiếp theo, lên cho em váy hai dây đuôi cá này. Ánh tuyết có 13 rồi ok này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 14 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 14 cho em này. Váy đuôi cá nhá, váy đuôi cá cao cấp cho em. Mã hàng 14 cho em, chất liệu là tơ mềm cho em. Size cho bé là từ 15 cân cho đến 35 cân cho em. Mã hàng cho em là 14 này. Mã số 14 cho em với giá là, cái này em tặng 79.000 thôi ạ. Mai Nguyễn có 13 ok, Huyền Sương 13 vàng dùng đơn này, Nguyễn Vân đổi sang vàng ok này, Ánh Tuyết có 13 rồi ok. Rồi cái này lên cho em mã số 14 váy đuôi cá nhá. Đuôi cá là cái mặt sau này nó dài hơn này, cái tà sau này nó dài hơn cái tà trước nha các chị nhá. Chất liệu của nó là tơ mềm cho em, bên trong có lót boy này, bên trong có lót boy thấm hút mồ hôi cho em rất là tốt luôn ạ. Có full size cho bé là từ 15 cân cho đến 35 cân cho em với giá là 79.000 cho em nhá. 79.000. 13 có 26 cân nhá chị Huy Huyền Hải nhá, có 26 cân nhá. Hôm nay không gọi chốt đơn là shop nhà em có gọi điện rồi ấy, hay chị không nghe máy. Mã số 14 cho em à. 14 cho em màu hồng này. Váy tơ cho em 14 màu xanh này, tơ đuôi cá này. 14 lên cho em màu vàng này. Váy đuôi cá cho em, mã hàng 14 cho em với giá là 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em nhá. 14 ạ. Mã hàng cho em là 14, 79.000 cho em. 79.000, mã số 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 14 lên cho em màu vàng này, 15 đến 35 cân ạ. Cái này là size đại đấy, 15 cân đến 35 cân, 4 đến 10 tuổi là mặc vừa cho em nhá. 35 cân quay đầu cho em này, với giá là 79.000 một cái thôi. 14 đi. Hải Nguyên có 14 rồi ok này.
Linh Chu 14, 4 tuổi, từ 4 tuổi mặc được nha chị ơi, từ 4 tuổi là mặc được nhá. 14 từ 4 tuổi là mặc được cho em rồi, 15 cân 4 tuổi trở lên cho em đến 35 cân 10 tuổi quay lại mặc vừa cho em mã này, 14 nhá. Mã hàng 14 cho em đẹp lắm. 14 cho em với giá là 79.000 váy tơ cho em nhá, 79.000. Vân Vân Lê có 13 rồi ok này. 13 35 cân rồi ok này. Hải Nguyên có 14 rồi ok, mã này đây là 14 cho em nhá. Mã này lên là 14 cho em. 100 à quên, 79.000 nhá. 79.000 váy tơ bèo cho em rất là xinh, cái này sướng lắm. Sờ rất là mềm nhá mọi người nhá. Cái này còn mềm mịn hơn cả da em bé luôn á. Mã số lên là 14 cho em. 130 à quên 79.000, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em 14 đi. Mã này lên là 14 cho em nhá. 14 kèm cân nặng cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 15 này. Mã tiếp theo lên. Ơi, ai đó. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 15 cho em nhá. Cổ lá này. Đấy, cổ lá nơ cho em này. Mã số 15 cho em này. Con này có size cho bé là từ 17 cân cho đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 15 cho em và giá là 115.000 nhá. 115.000 luôn. Mã này lên là 15 giúp em này. Cái này đủ size nhá. Cái này 17 cân đến 40 cân. Trần Huệ có 12 rồi ok. Áo gió này. Đặng Cúc có 14 rồi ok này. Mã này lên cho em là 15 ạ. Mã số 15 cho em này. 15 nhá. Cái này lên cho em mã số 15 cổ lá. Cái này là cổ liền nhá mọi người. Chất liệu cũng là thô boy cho em. Size từ 17 cân đến 40 cân mà chỉ có giá 115.000. Ở sau có phối dây thắt eo cho em rất là xinh luôn nhá. Bên dưới có đuôi cá này. Đấy, bên dưới là dáng bèo cho em này, rất là xinh luôn ạ. Mã này đây là 15 nhá mọi người nhá. 115.000 luôn. 115.000 đồng cho em nhá. Mã hàng 15 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi Xuân Nguyên có 08 rồi ok, Đặng Phúc 14 rồi ok. Mã này lên cho em là 15 đi. 15 cho em váy rất là xinh, cái này váy tim rất là xinh luôn nhá. Màu nó rất là nhẹ nhàng. Các chị thích nhẹ nhàng thì lấy màu hồng cho em này. Còn không thì thích nổi bật thì lấy sang màu vàng cho em. Màu nào cũng rất là xinh luôn. Màu hồng ở bên ngoài thì nó đậm hơn ở trên line nha các chị nhá. Với giá là 115.000 một cái thôi, 17 cân cho đến 40 cân cho em nhá. 17 cân cho đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 15 cho em đi. Mã hàng 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã này lên cho em là mã số 15 cho em nhé. Mã này lên cho em là mã số 15 cho em nhé. Rồi chị nào lấy 15 thì comment 15 cho em nhé mọi người nhé. Xuân Nguyễn có rồi. Ok nhé. 15 cho em 115.000. 115.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 115.000 rồi lên cho em một con váy cao cấp này. Mã tiếp theo lên cho em mã hàng 16 này. Mã tiếp theo size nhỏ là bao nhiêu cân đấy chị? Rồi mã tiếp theo lên cho em váy cổ thêu nhá. Váy cổ thêu cho em mã hàng 16 này. Mã hàng 16 cho em size cho bé là từ 15 cân cho đến tối về tiếp. 15 cân đến 32 cân cho em, mã này lên là 16 cho em nhá. Mã số 16 cho em với giá là 145.000 đồng cho em hàng cao cấp. Cái này là hàng thêu, cái này là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. 145.000 cho em này. Rất là đẹp luôn, dáng đuôi cá cho em. Hoặc là đuôi cá bèo cho em này, có phối gân này, rất là đẹp luôn ạ. Hàng Quảng Châu này là rất là sắc nét luôn nha các chị nha. Tay bèo cho em. Mã này lên cho em là 16 đi. Mã hàng 16 cho em nhá mọi người nhá. 16 145.000 cho em. Mã số lên là 16 này. Kèm cân nặng này và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Váy thêu cao cấp cho em 15 đến 32 cân. 16 lên cho em màu nâu này, nâu đậm này, màu vàng này. 16 lên cho em màu be này. Màu nâu nhạt cho em này. 16 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em này. Mã hàng cho em là 16 nhá, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 16 cho em 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 16 đi. Bạn có mẫu tay cánh tiên á. Tay cánh tiên thì em không có chị ạ. Bây giờ hết tay cánh tiên rồi. Mùa hè, mùa đông rồi nên là không còn tay cánh tiên. 16 nhá. Mã này lên cho em là 16. Mã
16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Cái này 32 cân quay lại cho em nhá. 16 cho Lưu Thị 6, ok 145.000 cho em nhá. 145.000 đồng cho em váy cao cấp rất là đẹp. 16 cho em màu hồng này, 16 lên cho em màu be nhạt này, 16 lên cho em màu nâu tây này và 16 lên cho em màu vàng này, màu vàng cho em 145.000 cho em nhá mọi người nhá. 145.000 cho em. Mã là 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 16 cho em nhá. 16 ạ. Rồi qua mã nhá. Chị Phúc Thiên lên số điện thoại đi ạ. Chị Phúc Thiên lên số điện thoại đi. Phúc Thiên lên số điện thoại đi chị. Rồi lên cho em xét học sinh này. Rồi lên cho em xét học sinh này. Xét học sinh cho em này. Và tiếp theo lên cho em xét học sinh này. Phúc Thiên lên số điện thoại nào. Rồi lên cho em xét học sinh nhá mọi người nhá. Xét học sinh cho em này. Con này có size là 17 cân đến 27 cân cho em. Mã hàng cho em là 17 cho em này. Mã số 17 cho em xét học sinh cao cấp có chân váy nhá mọi người nhá. Quần có quên quần có chân váy có quần cho em nhá. Dáng váy rất là dài chứ không bị ngắn đâu nhá mọi người nhá. Xét học sinh này xem 129.000 đồng cho em. 129.000 đồng cho em nhá. 129.000 cho em. Mã này lên cho em là mã số 17 cho em này. Mã số 17 cho em. Kim Chu 16, ok Kim Phượng 16 này. Có 22 cân mà 16 có 22 cân nhá chị Giang Phụ nhá. Nhân Nguyên có 16 ok này. Bình Dương gửi được rồi nhá. Bình Dương là ở Tân Uyên với lại Thuận An là không đi đâu được thôi. Chị ở đâu ạ? Lên cho em mã số là 16 cho em này. À 17 này. Mã số 17 cho em xét học sinh 129.000 đồng cho em nhá. 129.000 đồng cho em. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Từ 17 cân đến 27 cân giúp em. 17 cân đến 27 cân giúp em nhá. Hà Thảo có 16 rồi này. Nhạt vàng này ok này. Màu nhạt vàng. Rồi, cái này lên cho em mã số là 17 giúp em nhé mọi người ơi. Xét học sinh cho em nhé mọi người nhé. Chất rất là đẹp. Cái này chất boy, thu boy đẹp lắm. Hàng bookie cao cấp cho em này. Đẹp, cái này là hàng Quảng Châu cho em size to đấy. Từ 4 tuổi nhá, 17 cân đến 27 cân cho em. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. Mã này lên cho em mã số là 17 cho em này. 129.000 cho em nhé. 129.000 đồng cho em này. 129.000 mã số này lên là 17 nhá mọi người nhá. 17 kèm cân nặng. 10 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 17 cho em đi. 17 cho em nhá. Vừa 6 vừa lên xong mà. 16 đây nhá. Đây là 16 ạ, vừa lên xong. 16 nhá. 16 vàng này. 16 màu nâu đậm này. 16 nâu nhạt này, từ 15 cân cho đến 32 cân cho em 8 tuổi quay lại nhá. 16 lên cho em màu hồng đây ạ. Đây là 16 nha mọi người nhá. Cũng theo vuông cho em này. Mã hàng 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 16 cho em. Mã số 16 cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên là 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 16 cho em với giá là 145.000 đồng cho em nhá. 16 đây này. Xét rồi nhá. Xét thì phải gọi là xét rồi chứ chị. 16 màu nâu đậm này, 16 màu nâu nhạt này và 16 lên cho em màu vàng, màu hồng nhá. Hồng vàng nâu đậm nâu nhạt cho em mã hàng 16 145.000 cho em nhá. 145.000 mã số là 16 cho em đi. Lan Anh Hoàng có 16 này, Đàm Thắm này có 17 rồi ok nhá. Xét rồi nhá mọi người ơi, cái này là xét rồi nhá. Cái này là xét rồi. Mã số 16 cho em. Rồi múc đi này là mã bao nhiêu? Cái múc đi này là mã bao nhiêu đấy? Múc đi này hả? Rồi cái book ri này là mã số 06 cho em nhá. Book ri này là mã số 06 cho em này. 06 cho em book ri này. Size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em book ri cho em nhá. Book ri cho em với giá là 139.000 cho em. Book ri mã số này lên là 06 á. 06 cho em 139.000 cho em nhá. 06 139.000 đồng cho em nhá. Cái này lên cho em mã số lên là 06 cho em đi. 06 nha. 06, cái này là 06 cho em bộ trắng váy ha. Cái gì? Chị xem áo trắng váy hoa vàng đó ok. Cái này lên là 06 cho em 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 06 cho em này. Cái giá là 139.000 cho em nhá. 139.000 cho em. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 139.000 cho em. Hình như chị không mang thìa hay sao ấy nhỉ? Rồi 06 cho em nhá. Rồi 06 à, chị nào đặt số phải đặt lại đâu. 06 nhá. Rồi xét hoa này. Rồi lên cho em xét hoa này. Xét hoa cho em, con này size 25 cân à.
em. Rồi lên set hoa cho em này. À, không bu đi có mình sáu em lên thôi. Rồi set hoa cho em này, set hoa chân váy hoa set rời nhá. Lên cho em tiếp set rời mã số 18 này, đúng không? Mã số 18 cho em, con này có size cho bé từ 17 cân đến 25 cân cho em. Set này cũng có giá 129.000 luôn cho em nhá. Nơ liền ạ, 129.000 cho chân váy tầng và có quần ở bên trong cho em này. Có quần ở bên trong cho em. Mã này lên cho em mã số là 18 nhá. Mã số 18 cho em này. 25 cân quay lại cho em này, 129.000 cho em. Hàng cao cấp nha mọi người nhá, có màu vàng với màu hồng cho em, 129.000 cho em. À, sang nguyên có 06 rồi, ok. Mã này lên cho em là 06 kèm cân nặng và kèm à quên, mã này lên cho em là 18 nhá. Mã này lên cho em là 18 cho em nhá. Rồi. Mã số 18 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Mã hàng 18 cho em với giá là 129.000 nha mọi người nhá, 129.000 cho em này. 129.000 cho em nhá. Rất là xinh luôn này, váy tầng rất là đẹp. 129.000. 129.000 đồng cho em màu vàng này. 18 em có màu hồng này, 17 cân đến 25 cân cho em, 4 đến 8 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em, 129.000 cho em nha. 129.000 đồng cho em nha. Cho em. Mã số lên là 18 cho em, 18 cho Hải Nguyên ok này. 18 cho Thu Thủy ok này. 18 cho Phạm An ok này. Cái này rẻ lắm. Cái này có 129.000 mà chất nó đẹp lắm. Cái này chất rất là đẹp luôn đó mọi người ơi. Cái này hàng cao cấp thôi boy không bị nhăn cho em xét rời nha mọi người nhá. Cái này xét rời 17 cân cho đến 25 cân cho em này. 4 đến 7 tuổi mặc vừa cho em, 4 đến 7 tuổi cho em nhá. Chân váy đẹp lắm. Đây váy tầng cho em rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. Chun co giãn cho em này. 18 cho em 129.000. 18 cho em màu hồng, 18 lên cho em màu vàng nhá. À, Nhân Nguyễn có 06 rồi ok này. Chị ở Gia Lai ok chị này. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 18 nha mọi người nhá. 18 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 18 cho em nhá. 18 cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng 18 đi. 18 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Rồi lên cho em váy xanh nhí nhá. Đây đặt cái này xem nào. Rồi cái này lên cho em này. 03. Rồi cái này lên cho em là 03, 17 cân đến 20 cân cho em 03. Cái này còn mấy cái 79.000 luôn nhá, 03 đi. Cái này lên cho em mã hàng 03, 79.000 đồng cho em này. Rồi mã này lên cho em là 03 nhá. Mã hàng 03 cho em này. Váy nơ nhá mọi người nhá. Cái này là váy nơ cài cho em này. Size cho bé là từ 17 cân đến 20 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc vừa. 17 đến 20 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em với giá là 79.000 cho em, mã hàng là 0303 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 03 nhá, cái này lên cho em là 03 cho em này. 03. Mã hàng 03 cho em nhá. 03 79.000 cho em nhá, 79.000 cho em. 79.000 cái này là nơ liền này, cái này là nơ liền này, cái này là quận bằng tay đấy, tỉ mỉ rất là đẹp luôn này mọi người nhá. 03 cho em nhá. Bình Dương chị ở đâu ạ? Chị ở đâu Bình Dương? Ở đâu Bình Dương? Rồi chị nào lấy 03 thì comment 03 cho em với giá là 03 79.000 size 17 cân đến 20 cân cho em nhá. 17 đến 20 cân cho em, mã hàng là 03 xanh hay 03 cho em màu be này. 03 xanh, 03 be cho em 79.000 một cái thôi ạ. 79.000 cho em nhá. 03 kèm cân nặng. Ờ, 03 cho em nhé. 10 máy đấy. Đặng Hải lên số điện thoại nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số 19 này. Mã số 19 cho em size 15 cân cho đến 35 cân cho em với giá 109.000 cho em nhá. Mã này lên cho em là 19 giúp em đi. Mã hàng 19 đi. À, Hải Yến, Đặng Hải lên lại số đi, chị Đặng Hải lên lại số đi nhá. Rồi Hải Yến có 18 rồi. Ok, mã tiếp theo lên cho em cổ bèo trắng này.
Cổ bèo trắng cho em size 15 cân đến 35 cân cho em 109.000 thôi nhá. 109.000 cho em nhá. 109.000 cho em. Mã này lên cho em mã số là 19 giúp em nhá. 19 cho em màu hồng, 19 lên cho em màu cam này. Màu cam nhá, 19 màu cam, 19 màu hồng. Màu hồng ở ngoài rất là đẹp luôn. Cái này màu hồng ở ngoài nó nhã nhặn và nó xinh lắm. 19 ạ, mã này là 19, 109.000. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em cổ bèo nhá mọi người nhá. Cái này là bèo trắng cho em rất là xinh luôn. Vi trà mi có 03 rồi ok này. Mã này đây là 19, 109.000. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em. Mã hàng là 19 kèm cân ạ. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 19 cho em hồng, 19 cho em màu cam. 19 hồng, 19 cam cho em. 109.000. 109.000 đồng cho em nhá. Cho em mã hàng là 19 nhá, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Bạn ơi sao chưa thấy ai gọi nhận hàng á hả? Duy Anh á hả? Rồi để em báo bưu điện nhá chị nhá, để em báo bưu điện xem nào. Nhà con thính có trà sữa ô long xương sáo. Chị Huy Lê lên số điện thoại đi chị ơi. Ốc thế à? Ốc thì cả đêm rồi. Uống lúc nào? Cái hôm chị em mình mua nó chơi. Hôm chị... hôm mà hàng về chị mua cho em luôn nó chơi. Có hai đứa em uống cái đấy à? Chị uống cái gì? Chị uống cái gì nhỉ? Xương sáo. Nhưng mà chị không phải gì cả. Em không phải gì đâu mà nó lại bị. Ờ. Win Lê lên số điện thoại cho em nào. Win Lê này ok, mã hàng 19 nhá. 19 cho em tam, 19 cho em màu hồng nhá mọi người. 15 đến 35 cân cho em nhá. 109.000 thôi ạ. 109.000 cho em nhá. Chị Đặng Hải có ở đây thì lên lại cái số điện thoại đi ạ. 109.000, mã hàng là 19 giúp em nhá. Thô boy cao cấp cho em nhá. Màu hồng với màu cam cho em. 109.000 cho em nhá. Mã số 19 giúp em nhá mọi người ơi. Thế hả? Chua nhỏ. Chị cũng không việc gì cả. Thằng Su thì em cũng chẳng việc gì luôn. Thằng Su thì chị cũng muốn mà. Thôi. Nhờ. Cổ thân. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Bộ này còn mấy bộ sale luôn. Mã số 20 này. Cái này có size gì đây? Mã số 20 cho em này. Size 15 đến 20 cân cho em. Tặng cái bộ này luôn 49.000 luôn cho em này. Bộ yếm nhá. Bộ yếm cho em mã số 20 nhá. Bình Dương đơn đi được rồi mà. Tranh thể Dương đơn đi rồi. Bình Dương thì có 2... có cái gì nhỉ? Bình Dương là ở đâu không ship nhỉ? Bình Dương thì có Tân Uyên và Thuận An là không ship thôi mà. Rồi cái này lên cho em này. Mã này lên cho em này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 20 nhé. Mã số 20 cho em nhé. Bộ này có size cho bé là từ... cái bộ này có size 15 đến 20 cân cho em mã số 20 nhá. 20 cho em tặng luôn cho em với giá là 20 cho em với giá là 49.000 nhá. 49.000 đồng cho em. 49.000 cho em mã số lên là 20 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Có váy hay áo trắng không? Áo trắng có, áo trắng có mà. Rồi mã số 20 nhá, 20 cho em này. Ờ, Thuận An Bình Dương không được rồi. Tranh Thế Dương, chị Tranh Thế Dương đơn hoàn về à? Đơn không đi được à? Rồi, cái này mã số 20 cho em nhé. Rồi, ok, Hà Thảo có 16 rồi, ok nhá. Bộ bé gái 35kg có, em có bộ nỉ da cá. Em có bộ nỉ da cá có được không? Bộ nỉ da cá chất đẹp lắm. Rồi, 20 nhá. Chị nào lấy 20 của mẹ, 20 49.000 cho em nhá. 20 49.000. Anh lên cho em áo đây, áo sơ mi này. Rồi lên cho em. Lên cho em có bộ da cá cao cấp này. Bộ này mới về mà hàng đẹp lắm. Cái này là cái này. Rồi mã này lên cho em mã số 21 cho em bộ da cá này. Mã số 21 cho em bộ da cá, bộ bu xì theo nhá. Cái này là bu xì theo cho em này. Vậy chị cầm có 16 cân. Cái xanh chị mới cầm. Em vừa cầm là bộ yếm chứ không phải váy đâu. Bộ yếm là size 15 đến 20 cân thôi nhá. Bộ yếm đấy là 49.000 cho em. 49.000 cho em nhé. Thay phông lần sau đó.
Rồi bộ yếm 16 cân em lấy xanh, không không chọn màu, cái bộ yếm đấy không chọn màu nhá. Đây là cái bộ đấy không chọn màu nhá. Rồi cái này lên cho em, mã này lên cho em là mã số 21 á. 21 này, 21 cho em bộ này. Bộ u xì cho em, bộ u xì theo hàng Quảng Châu nhá. Cái hàng Quảng Châu cho em này, chất nó là da cá thông hơi cho em, size cho bé là 15 cân đến 35 37 cân cho em nhá. Mã này lên cho em 21 cho em bộ này với giá là 159.000 một bộ nhá. Hàng to cấp. 159.000 cho em nhá. 15 cân đến 35 37 cân cho em có màu vàng, màu hồng này. Màu vàng, màu hồng cho em này, 159.000 đồng cho em này. Màu vàng, màu hồng, màu xanh này, xanh min nhá, 159.000 cho em chữ thêu nhá mọi người nhá. Cái này là chữ thêu cho em nhá. 159.000 đồng cho em. Ok nha. Được mã 27 set 27 ký set bộ á hả? Rồi mã này lên cho em mã số 21 nhá, mã số 21 cho em nhá. Ok nha. Mã 10 Bukhari à? Rồi ok nhá. Cái này lên là bộ cho em, bộ da cá cao cấp cho em và giá 159.000 một bộ nhá. 159.000 một bộ cho em, 159.000 cho em nhá. 159.000 cho em bộ nhá. À cái bộ đấy á. Đang đặt bộ khác rồi. Bukhari là mã số 10 à? Cái 10 là cái gì? Ờ 10 nha em, không phải Bukhari rồi. Mã số 10 không phải Bukhari rồi. Set set 27 cân á, set rồi á. Set rồi 27 cân nha em, không có đâu nha em, chỉ có váy 27 cân thôi. À, váy này mã bao nhiêu đây? Set học sinh nha em, chị cả thẻ có nhắn tin rồi, hết size nhà chị rồi nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 13 nhá. Mã này lên cho em là mã hàng số 13 cho em, size cho bé là từ 10 15 cân cho đến 15 cân cho đến 30 cân cho em, mã hàng 13 này. Cái này lên cho em mã số là 13 cho em với giá là 115.000 đồng cho em, váy hoa thô nhé mọi người nhá. Cái này là hoa thô boy cho em, 115.000 đồng cho em. 115.000, mã này lên là 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá, 13 cho em ạ. Mã này lên là 13 nhá. 13 hoa thô boy cho em 15 đến 30 cân cho em nhá. 15 đến 30 cân cho em nhá. 15 đến 30 cân cho em với giá là, với giá là 115.000 đồng cho em nhá. Set thu đông. Set thu đông, set thu đông là set nào? Set váy á hay là bộ? Set thu đông là set nào ấy? Bộ hay là váy? Rồi mã này lên cho em là 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 13 cho em với giá là 115.000 đồng cho em nhá. 115.000 cho em nhá. 115.000 cho em, mã này là 13 cho em nhá. Sơ mi 28 cân à? Có. Lên cho em áo thủy thủ này, mã tiếp theo lên cho em áo thủy thủ này, mã số 22 này. Áo thủy thủ cho em nhá. Cái gì? Chị cả thẻ ơi, chị có mấy mã em gửi cho chị xem rồi nhưng mà bé chị chỉ có ưng màu trắng thôi, không có size đâu nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, áo thủy thủ nhá. Áo thủy thủ mã số 22 cho em, size 20 cân đến 40 cân cho em này. Áo này sale cho em với giá là 85.000 đồng cho em áo thủy thủ nhá. Áo thủy thủ cho em nhá. Áo thủy thủ cho em, mã này lên cho em là mã số váy tơ đấy chưa về đâu, em báo hôm nay tối nay mới về mà. Rồi mã này lên cho em, đăng ảnh để cho mọi người đặt để tối nay về mới chia đơn được nhá. Rồi mã này lên cho em là mã số 22 cho em này, mã số 22 cho em. Con này có size cho bé là từ 20 cân đến 40 cân cho em nhá.
20 cân đến 40 cân cho em mã số lên là 22 cho em với giá là 22 cho em với giá là 85.000 đồng cho em nhá, 85.000 cho em nhá. 10 cân công chúa thì không có nhá. 10 cân công chúa thì không có nhá. Rồi cái này lên cho em này, mã tiếp theo lên cho em này. Mã này lên cho em là mã số 22 nhé mọi người nhé. Mã hàng số 22 cho em với giá là 22 cho em với giá là 85.000 cho em áo thủy thủ nha mọi người nhé. Chất rất là đẹp này, co giãn 4 chiều hàng Quảng Châu cho em này. Size 20 cân đến 40 cân cho em 85.000 một cái nhé. 85.000 đồng cho em, 85.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 85.000. Đồng cho em nhé. 22 nhé. Mẫu hoa vàng vừa mới lên xong mà. Hoa vàng là 13. Rồi mã số 22 cho em màu trắng, màu hồng và màu vàng cho em mã số 22 nhé mọi người nhé. Mã số 22 cho em nhé. 22 trắng hồng vàng cho em nhé. Cái này là mã số 13 nhé. Mã này là 13 cho em này, quần áo rộng không có. Rồi mã này lên là 13 cho em, size cho bé là từ 15 đến 30 cân cho em, mã hàng 13 cho em với giá là 115.000 nhé. Mã này là 13, 115.000 đồng cho em, mã hàng là 13 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn 13 nhé. Cái này là mã số 13 cho em này. 15 cân đến 30 cân chất liệu là thô boy cao cấp cho em. Rồi bút ri dài tay 13, 115.000. Rồi lên cho em bút ri dài tay này. Bút ri dài tay cho em này. Mã đẹp em. Rồi cái này là mã số 07 nhá. Bút ri dài tay cho em, mã hàng 07, 17 cân đến 37 cân cho em này. Mã hàng 07 cho em với giá là 139.000 cho em nhé. 139.000. Cái này lên là 07 giúp em nhé. 07 cho em này. Vân Vân Lê có 22 rồi ok này. Nguyễn Huệ có 18 rồi này. Hà Thị Hợp có 22 rồi ok này. Mã này lên cho em là 07 này. Mã số 07 cho em này. Mã số 07 cho em nhé. Búp ri cao cấp cho em size 17 cân cho đến 37 cân cho em với giá là 139.000 cho em. Cổ lá này rất là đẹp. Cổ lá rất là đẹp luôn. 07 nha các bác nha. Mã hàng 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 07 giúp em nhá. 07 nhá. 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Hà Thị Hợp có rồi ok nhá. Rồi mã tiếp theo còn mấy cái áo này, cũng sale luôn này. Cái này còn size gì? Rồi cái này còn có 5 cái thôi này. Rồi cái này lên cho em size 20 cân đến 25 cân cho em tặng luôn cái áo này cho em nhá. Áo sơ mi phối áo full phối sơ mi cho em này. Cái này mặc với quần legging cho em rất là đẹp luôn. Cái này em tặng luôn các chị luôn 69.000 luôn nhá. 69.000. Mã này lên cho em mã số là 23 cho em nhá. Mã số 23, 69.000. 20 cân cho đến 25 cân cho em nhá. 20 cân đến 25 cân 69.000 đồng cho em. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 đồng cho em. Mã này lên cho em mã số 23 đi. Cái này lên cho em là mã hàng số 23 cho em nhá. Mã hàng số 23 cho em là giá 69.000 đồng cho em nhá. 69.000 cho em ạ. 69.000 size 20 cân đến 25 cân cho em thôi. Cái này là dạng suông suông và áo dáng dài qua mông cho em nhé. Mọi người mặc cái quần legging rất là đẹp luôn. Đi chơi thì mặc quần short cho em và đi bốt vào đẹp cực. Mã số 23 69.000. Còn mấy cái em tặng luôn nhé. 69.000 đồng cho em nhé. Mã 23 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em có 5 cái thôi. 69.000 luôn. 69.000 cho em nhé. Mã này là 17, 16 á. Rồi mã này lên cho em là mã số 16 này. Mã số 16 cho em cổ vuông này. 16 cổ vuông theo size 15 cân đến 32 cân cho em. Mã hàng 16 cho em với giá 145.000 đồng cho em, hàng cao cấp nha. Hàng cao cấp hàng Quảng Châu cho em 145.000 cho em này. 145.000 đồng cho em. Áo thun nhà em không có rồi. 145.000 cho em. Mã này lên cho em mã số là 16 này. 16 cho em màu vàng này. 16 lên cho em màu nâu đậm này. Màu nâu đậm cho em này. 16 lên cho em màu nâu nhạt này. Nâu nhạt cho em mã số 16, 15 cân đến 32 cân nhá. 16 lên cho em màu hồng này. 15 cân đến 32 cân cho em với giá 145.000 đồng cho em, dáng suông ạ. Theo cao cấp cho em nhé mọi người. Mã này lên là 16 cho em đi. Đây theo đẹp lắm. Cái này hàng Quảng Châu cho em rất là đẹp luôn. Chất thô siêu mịn và không bị nhăn nhá. Mã số 16 có phối các cái xếp ly này. Đấy rất là đẹp luôn. 15 cân đến 32 cân cho em, 3 đến 8 tuổi mặc vừa cho em nhá. 3 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng là 16 cho em với giá là 145.000 đồng cho em nhá. 16 lên cho em màu vàng này. 16 lên cho em màu nâu đậm này. 16 lên cho em màu nâu nhạt này. Và 16 lên cho em màu hồng nhá. 16 lên cho em màu hồng nhá. Đấy 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 cho em. Mã hàng là 16 đấy ạ. 16 nha các bác nhá. Cái gì kiểu gì nhỉ?
Trà My có 13 rồi, ok này. Thanh Mập có 23 rồi, ok này. Em mình cân còn mấy bộ thôi nhá. Rồi bộ này cũng còn mấy bộ thôi, em tặng luôn các chị luôn này. Rồi bộ này lên cho em mã số 24 đúng không? Mã số 24 cho em size 15 cân cho đến 20 cân cho em mã số 24 cho em, bộ này em tặng luôn các chị luôn nhá. 79.000 một bộ luôn này. 79.000 mã này lên là 24 đi, còn mấy bộ thôi ạ? 15 cân đến 20 cân cho em nhá. 15 đến 20 cân mã này lên là 24 79.000 một bộ nhá. Thun cốt tông cho em hàng Quảng Châu này, chất siêu mịn luôn và co giãn 4 chiều cho em này. Đây co giãn 4 chiều cho em nhá. Mã này lên là 24 đi. Mã số 24 nhá, 79.000 thôi ạ. 24 cho em, 79.000 cho em nhá. 24 cho em này, màu vàng, màu nâu này. Màu be cho em này, 79.000 một bộ nhá. 79.000 điều cho em này. Mã này lên là 24, 15 cân đến 20 cân cho em nhá. 15 cân đến 20 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 20 cân cho em. Mã số 24 cho em nhá. Áo gió 35 cân à. Có cái nào gió 35 cân không nhỉ anh nhỉ? Gió chấm chấm thì có 35 cân không? 35 cái kìa. Cái đấy chưa lên mà. Chị có bán đâu. 24 nhá, mã số 24 cho em nhá. Không có 35 cân chị ạ. Thế là gió 35 cân rồi. Mã số 24 cho em nhá mọi người nhá. Phú Quỳnh có 13 rồi, ok này. Mã số 24 cho em, cái này sale 79.000 một bộ cho em nhá. 79.000 15 cân đến 20 cân cho em, 79.000 nhá. 79.000 cho em. 30 cân à? Rồi lên áo len. Rồi áo len lên cho em này. Áo len lên cho em nhá. Mã tiếp theo lên cho em đủ màu à? Rồi mã này lên áo len, mã số 25 cho em này. Mã số 25 cho em, con này size 15 cân đến 27 cân cho em nhá. 15 cân đến 27 cân cho em. Mã này lên là mã số 25, áo len lông thỏ cho em. Cái này sale 99.000 một áo nhá. 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000, mã này lên cho em là 25 đi. Mã số 24 là áo len nhá. 24 là áo len cho em, 99.000 cho em, len lông thỏ rất là dày luôn ạ. 15 cân đến 27 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 27 cân cho em, 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. Có màu hồng này. 24 cho em màu đỏ này. 24 lên cho em màu tím này. Và 24 lên cho em màu cam này. Màu cam cho em, màu nâu cam cho em. Mã này lên cho em là mã số 24 nhá. Mã số 24 cho em với giá là 99.000 nha mọi người nhá. 99.000 cho em nhá. 99.000 24 áo len nhá mọi người nhá. Mọi người ơi thôi hết khách rồi, hôm nay khách nó hơi chậm nên em xin phép nghỉ like nhá mọi người nhá. Hẹn mọi người vào like khác nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye nhá. Cảm ơn các chị nha. Bye bye.